Golf là một trong những bộ môn mà mình khám phá chính mình, bộ môn chơi với chính cuộc đời. Chúng ta sẽ tìm ra những bản ngã, tìm ra những cái chiều sâu trong chính tâm hồn và thậm chí tìm ra được cả những triết lý trong cuộc sống. Nhờ golf thì giúp cho tôi có rất nhiều những cái lợi thế hiện tại. Có một cái công việc trong trường hợp nào đó là khá ổn định, được làm những gì mình thích, được đi làm nghề, được đi chơi golf, được gặp rất nhiều những bạn bè và đặc biệt gặp rất nhiều những người thành công. Mình đã xác định một mục tiêu là mình rất mong muốn được làm về bộ môn này. Khi mình đã có một mục tiêu rất rõ ràng rồi và mình yêu thích nó thì làm tất cả những cái gì liên quan đến bộ môn golf đều cảm thấy có nguồn năng lượng, cảm thấy nếu mà mình không một ngày mà mình không làm thêm một cái gì mới hay mình thêm một cái gì để sáng tạo vào thì cảm thấy rất là buồn tẻ trong cái cuộc sống này. Mọi người hay nói là nói chuyện đến Nam Giang là mọi người rất thích đó là câu chuyện làm việc về truyền thông và viết những cái bài về golf rồi là lan tỏa cái thông tin về bộ môn golf, và tôi thấy rất là thích thú khi mọi người đón nhận nó, mọi người chia sẻ và mọi người cũng cảm nhận thấy là mình làm việc ở trong trường nào đó là uy tín. Thực ra là tôi luôn luôn có một cái sự cốt lõi là gì, mỗi những bài viết của mình phải đưa nhiều những câu chuyện chuyên sâu ở trong đó, những cái góc nhìn vào trong đó để cho chúng ta không chỉ đọc qua một cái gọi là thông tin thôi mà mọi người sẽ phải có sự chiêm nghiệm, mọi người sẽ phải có sự đánh giá để mọi người được đưa ra quan điểm của mình. Hiện tại bây giờ là tôi đang đảm nhiệm ở một vai trò là bình luận viên. Bình luận bộ môn thì golf thì cần từ thời gian đến 5 tiếng, thậm chí là 7 tiếng. Có thời gian tôi đã lập kỷ lục là khoảng hơn 8 tiếng. Giá cả chơi golf vẫn là cái gì đó vẫn là khá đắt đỏ, hạn chế những người chơi. Và cái điều thứ hai đó mà tôi khá là trăn trở đó là chúng ta đang đang tăng trưởng khá nhanh về về golf nhưng mà lại bị quên đi, trong đó có một cái mà người ta hay nhấn mạnh đó là cái golf etiquette, tức là văn hóa chơi golf. Có thể chúng ta mua một bộ gậy, chúng ta có thể ăn mặc một cái bộ thời trang đẹp, nhưng để hành xử có văn hóa trên sân golf thì điều đấy không phải ai cũng có. Chúng ta phải 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 học, chúng ta phải nghiên cứu, phải đọc cái bộ môn này rất là nhiều, dành cho nó một sự tôn trọng. Cái vấn đề thứ ba mà tôi rất nhấn mạnh hiện nay đó là việc là đầu tư về mặt kỹ thuật. Chúng ta có thể tăng trưởng mặt số lượng nhưng mà về mặt chất lượng, về về cái số lượng người chơi tốt đang đang nhiều lên, nhưng mà để chúng ta đi thi đấu, để chúng ta có những cái người mà top hàng đầu hiện nay để mà thế giới biết đến Việt Nam thì chúng ta chưa có nhiều. Golf ở Việt Nam chúng ta có nhiều sân golf đẹp, con người chúng ta chơi golf rất là khéo léo và học những cái điều đẹp rất là nhanh. Và bây giờ xung quanh tôi bạn bè cũng đang phát triển rất nhiều công ty liên quan đến golf, liên quan đến các trung tâm tập golf, liên quan đến công ty truyền thông về golf, đưa ra những app ứng dụng về golf. Tất cả những hệ sinh thái hiện nay đang muốn trở thành một ngành công nghiệp golf ở Việt Nam. Điều đấy đang giúp cho chúng ta có những cơ hội để mọi người có cách tiếp cận tốt hơn. Và một điều nữa mà tôi rất mong muốn đó là gì? Chúng ta muốn khẳng định chúng ta không thua kém gì trên thế giới.